Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với vlog của bà Nga Channel. Và lần này sẽ là một vlog một tuần của mình như thế nào. Mọi người hãy đón xem nhé. Hôm nay là sáng thứ hai và mình với lại Minzy chuẩn bị đi đâu đó. Mọi người ơi, tụi mình chuẩn bị đi cà phê nha. Giờ tụi mình đang đi Pharmacity đúng không? Pharmacity. Không, nó gọi là Pharmacy á má ơi. Pharmacity. Ok. Về nhà thôi Nguyên ơi, về nhà thôi. Thế không? Đây nè. Cái lỗ ghê quá. Trời ơi, có nó thời gian nó đi chợ nè. Ủa lộn, đi Pharmacity. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là thứ ba. Tụi mình đang đợi xe để đi học. Bây giờ mấy giờ ta? 7 giờ rưỡi sáng. Yeah. Hello mọi người. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi dự course fair, là một buổi để mà tụi mình hỏi về mấy cái môn học mà trong kỳ tới tụi mình sẽ học. Nói chung là tụi mình chưa có đọc description nhưng mà cứ đi ra hỏi đại được. Đi đi đi. Đi ông Mỹ Lâm. Mỹ Lâm hello. Hello mọi người. Ơ chết mẹ. Ăn cơm về nhà mang thêm và uống mấy trời nhựa vậy nha. Mới gông cha cuối tháng mới có một lần. Đúng rồi, tại giờ sắp biết là sắp có tiền á. Sắp có tiền. Chơi trong tài khoản mình còn có 50.000 nữa. Má su tru. Thì quên rồi. À nhưng mọi người đã biết thì làn sóng dịch thứ mấy đã bắt đầu rồi. Không biết là thứ mấy luôn. Cho nên là giờ tụi mình không dám gỡ khẩu trang nữa luôn mọi người à. Xíu uống nước rồi mới gỡ. Xíu vô trong rồi mới gỡ. Chứ đứng ngoài đường là không dám. Bây giờ mà tụi mình đang đi về trường để ngủ. Để một xíu sẽ đi cầu. Đi cầu.
bí mật từ bột mí. Anh có ngượng sao? Đúng không? Dạ, ok. Dạ. Giờ tụi mình đi cầu nha mọi người. Hello mọi người. Mình vừa chụp hình xong. Chụp xong rồi. Má tức ghê. Cảm ơn bạn. Nắng rất là đầy đủ. Mình... Tao cảm thấy nãy giờ nó chảy ra hết rồi. Ừ, với lại chắc là điên lắm đó mọi người. Bây giờ là điên thui luôn. Ơi, con nó đi đằng sau nè. Ủa, nhang mất tiêu rồi. Sao rồi? Ai đồ, tốn phim của tao vậy? Đủ quá. Ê, chưa có, khoan, 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 chưa có mở cái này. Ờ, em đúng. Nó cười ẻ luôn. Cười ẻ. Sao cười. Giờ làm gì vậy? 1, 2. Chưa quay phim, tức ghê. Ủa, quay rồi mà ta. 1, 2. Nhưng sao nhạc nó không mang dài? Tao mới mở. Ủa, sao không? Đâu. Thôi tao cởi ra với mày nè. Có dùng dặm cái gì á, đem. Ờ, có khỏi lấy chân nha, có lấy chân không? Khỏi lấy chân nha. Khỏi cũng được. 1, 2, 3. Dạ. Thật sự ổn, nghĩ sao tao thấy giống hai con khùng vậy. Thiếu không? Chụp hình vừa lưng giống mấy mẹ chính mấy mẹ cho trời ơi trời. Giống y chang má tao luôn, tao chụp hình với má tao cười. Mày nghĩ cái concept gì hay hay Sơn? Mày nghĩ có cái concept đồ má cái gì vậy? Concept đồi mộng mơ hả hay gì? Thung lũng tình yêu hả? Không xấu lắm. Xấu hả? Nhìn nó sến nó nhạt. Đồ mỹ tức quá. Vì sao người ta kêu mày già á? Dạ. Ô đồ. Muốn concept đúng không? Muốn concept sù photograph đúng không? Ừ. Không, muốn ảnh đẹp để đăng lên Instagram. Ừ. Gì? Ok. Chụp hồi chụp hình tôi tắm. Ủa sao tao quay phim rồi nó không vẫn không ấy được mày? Mày quay đã đâu? Ok rồi. Mày chắc hư mấy cục rồi không? Ủa chụp thiệt luôn hả? Không, xấu dễ sợ luôn. Ủa cái này cái gì á? À mày chụp cái nón của bà đó mà. Thôi thả xuống đi trời, nhìn rút rút quá. Nè một. Mày chụp ai? Chụp ai? Chụp cái hai mày. 1, 2. Nhìn nhãn cô hồn ghê. Thế nào mày rửa phim? Ngạo hết cuộn rửa. Quay chưa? Chưa. Thôi đi về trường đi. Nóng quá rồi. Mẹ vô cái sanh bóc thì nó lạnh như là cái. Ủa thiệt á hả? Đi về hả? Ừ. Nửa chụp nữa hả? Chụp gì nữa? Hello mọi người. Bây giờ mình sẽ lên trường để họp và đi học. 2 giờ mình có lớp nhưng mà mình họp lúc 11 giờ rưỡi. Good. Good, good. Đi luôn. Kệ bà, kệ bà. Không, không tin được cái gì lại đó. Bà đi nấp luôn. Để vô vô. Minh Hè. Con hả? Minh Hè. Hello mọi người. Nghe đã quay lại rồi mọi người. Hiện tại chúng mình đang ở trong lớp Quantitative Reasoning. Không hồi, không hiểu gì hết nha mọi người. Không hiểu bài gì hết nha mọi người. Ôi, nói vậy kỳ quá trời. À, không được, nói vậy. Hello mọi người. Đây học lớp nào nha? Quantitative Reasoning.
Tấm này hay không nghe? Hay lắm. Rất dễ hiểu. Vậy ai vô full play thì phải học ông này nha. Yeah. Bị bắt học. Ừ, đúng rồi. Rồi hết rồi. Tụi mình vừa học xong lớp Vietnamese hoặc hay là vừa ngủ dậy ha. Nhưng mà lớp vui lắm mọi người à. Bây giờ là lúc để đi ăn trưa. Cái gì ta? Mọi người gửi ít protein nha tụi protein. Mình đi. Morning mọi người. Tội nghiệp cô bé anh shipper không hiểu sao 9 giờ sáng lại giao hàng. Nó mới thức dậy luôn. Gọi từ 7 giờ mấy mà. Ủa vậy hả? Má. Đầu tiên là gì vậy mà chả biết nó trời cũng phí á. Xong thẻ nó còn 5, còn 7 nghìn. Ừ. Người ơi, sáng nay trời mát không Nguyên? Ừ, mát thiệt luôn, tưởng là mới lạnh. Thì hôm qua tao kêu là giống Đà Lạt đó. Đúng cơ. Đúng không? Mày đeo bị ốm không rồi, sao nhìn nó thon quá vậy, nhìn nó xương không à. Rất giọng quá. Mập mập mà. Thôi. Hai mọi người, tụi mình vừa họp xong. Đâu, chưa không, học mình xong, break. Tụi mình đang break. Và giờ mình đang đâu? Buổi học vừa rồi thì cũng khá là productive. Học 2 tiếng thì 1 tiếng 45 phút tụi mình ngồi nói chuyện và xem Hoàng và Trang code. Và 15 phút còn lại thì tụi mình bấm code của mọi người. Tụi mình bấm enter, shift, control C, control V. Và tụi mình cảm thấy là cái contribution của tụi mình nó là một cái sự đóng góp to lớn đối với cái sự thành công của nhóm. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nè. 1, 2, 3. Xin chào mọi người, hiện tại là 6 giờ tối thứ 6. Và mình với Nguyên đang đi bộ qua công viên. Chết, không được nói location. Đang đi bộ qua công viên để chụp hình. Ok.